YouTube buổi tối hôm nay. Theo thì được biết thì trong cái mùa spring này á, là fashion mạnh nhất và đắt hàng nhất đó là những túi xách nhỏ. Mà những túi xách nhỏ đó theo tiếng Mỹ có cái tên gọi là nano handbag. Thì bây giờ vừa chớm của mùa spring của năm 2021 là Thủy đã biết thông tin là tất cả mọi người ai cũng thích săn lùng nano handbag hết, là tức là những cái túi xách rất là nhỏ. Thì cuối cùng Thủy đã chọn được những cái túi nano nhỏ rất là dễ thương, cho nên muốn khoe cùng các bạn và mình sẽ cùng đập hộp tối nay. Bây giờ cái Thủy muốn đập hộp cùng các bạn đầu tiên đó là thương hiệu Dior. Mà cái thương hiệu Dior này thì Thủy rất là thích cái Lady Dior, thì nhìn rất là sang trọng và rất là quý phái. Hôm mà Thủy đi mua chiếc giỏ này thì Thủy được người ta tặng cho Thủy một cái tiếng Mỹ gọi là Shooting Star, nhưng mà người Việt của mình gọi là cái này gọi là tượng trưng cho sao băng á, là ngôi sao cầu nguyện. Thì coi như đây là một cái may mắn của Thủy đầu năm ha. Bây giờ mình cùng nhau mở túi. Đây chỉ là một cái receipt thôi. Đây mới là cái túi. Các bạn nhìn thấy cái hộp là các bạn biết nó là nhỏ cỡ nào rồi, cho nên người ta mới có cái tên gọi là nano. Nhìn nhỏ có phải không các bạn? Nhưng mà nó rất là dễ thương. Đây là một cái nano handbag của thương hiệu Dior. Dạ, cái da của nó là cow skin. Nó đi theo kèm thêm một sợi dây crop body, hoặc là các bạn đeo shoulder cũng được. Nhưng mà cái công dụng của cái túi này thì nó có hai công dụng lẫn. Công dụng thứ nhất thì bạn có thể đeo là crop body. Cái thứ hai bạn không đeo gì hết thì bạn có thể làm thành một cái wallet nhỏ. Nhưng mà cái thứ ba của công hiệu của chiếc túi này đó là các bạn có thể đeo vô cái sợi dây beo. Cái dây nịt thì các bạn có thể đeo ở đây. Đó là sợi dây nịt. Lúc mà mình bỏ sợi dây nịt thì nó nằm ngay bụng. Thì nếu mà mình không có muốn đeo rườm rà thì mình có thể bỏ vô một sợi dây nịt rất là nhỏ ở đây. Thì mình đeo như vậy. Chiếc túi này nó nhìn rất là đơn giản các bạn, nhưng mà nó rất là dễ thương. Bây giờ thì sẽ bỏ hai cái sợi dây đeo vô cho các bạn ngắm chung cùng Thủy nha. Thủy đeo vô thì chị thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà thôi thì fashion lúc nào thì mình cũng theo fashion lúc đó thôi. Cái sợi dây nó, màu của nó là màu matte các bạn, tất nhiên là cái màu không có bóng. Bây giờ cái thời trang của năm nay á, là đa số các thương hiệu làm loại da nó không có bóng mà nó gọi là matte color. Tuy nhiên là cái màu nó như vậy, nó không có sáng đâu. Các bạn nhìn sợi dây nó rất là đẹp. Bây giờ để Thủy bỏ vô cái đã. Đây, Thủy đã bỏ sợi dây crop body vô được rồi. Nó rất là nhỏ như thế này các bạn. Nhưng mà đeo trên người thì thấy rất là dễ thương. Mà nó rất là nhẹ. Cái màu này tất nhiên là cái màu, nó là màu nu, nó giống như là màu nu vậy. Nó màu da của mình nhưng mà nó đậm hơn một chút. Thì mình đeo crop body như vậy, theo như Thủy, nếu mà mình đi shopping thì nó rất là nhẹ cho cái vai của mình, nó không bị đau. Thông thường mình đi shopping thì mình đi rất là nhiều. Thì theo Thủy giới thiệu với các bạn là Thủy muốn bây giờ Thủy đeo giỏ càng lớn thì sẽ càng bị đau, thì Thủy đã chọn những cái túi như vậy để mình đi shopping. Mà khi mà Thủy không muốn đeo như vậy, Thủy muốn đổi kiểu thì cũng đã thử có một cái fashion thứ hai. Đó là Thủy sẽ bỏ vào sợi dây nịt, nó là như vậy.
là các bạn thấy nó có nhiều công dụng cho một cái túi rất là nhỏ, mà giá tiền thì nó lại không có mắc lắm đâu. Giá thị trường bây giờ nó chỉ có 880 đồng mà thôi, tiền US dollar. Bây giờ đến món quà thứ món hàng thứ hai tối hôm nay, đó là Thủy mua được ở trong Neiman Market, trong cái ngày thì shopping cùng với những cái nano luôn, cho nên Thủy đã cho nó vô làm bạn, mình sẽ cùng lập hộp chung luôn. Mùa này nó vô tháng 3 rồi mà nếu mà mua cái nón này á, thì thấy nó không có đúng mùa, nhưng mà không có sao cả. Cái lý do Thủy mua nó là tại vì nó thứ nhất là nó rất là mềm mại thì để dành cho năm sau, và cái thứ hai là Thủy có được 40% off cho cái nón này, mà nó là thuộc loại là Red Rabbit Fur. Tuy nhiên nó là real, nó là real fur chứ nó không có phải là cái fur mà fur nhân tạo, cho nên cuối cùng Thủy đã mua nó luôn thì không có đổi được mùa này. Nhưng mà Thủy nghĩ là chắc cũng còn được vài tuần nữa, chắc Thủy cũng có thể đổi nó, chứ không phải là Thủy không có thể đổi nó đâu. Bây giờ các bạn muốn Thủy đổi thì các bạn thôi, chắc Thủy không đổi đâu, đợi lúc nào mà Thủy diện là thôi như vậy đi. Đó là cái món thứ hai Thủy thích, rất là thích rờ nó, các bạn mềm lắm. Ngủ trên mấy cái tấm lông này, hồi xưa thì không có thích lông đó, nhưng mà bây giờ thì thấy lông nó ấm quá cho nên là sẽ thích lắm. Đó là món quà thứ hai của Thủy ha. Cái món thứ ba của Thủy cũng là một cái món trong cái ngày shopping cùng ngày luôn. Thủy cũng đã mua thêm một cái nón nữa, nhưng mà cái nón này đó là thương hiệu của K-Stay. Cái này thật sự thì nói thiệt với các bạn, Thủy cũng mua được là 30% off cho nó. Nó mình có thể dùng cho summer cũng được, mình có thể dùng winter cũng được, và mình có thể dùng mùa fall hay mùa spring, tùy theo cái chân diện và cái trang phục của mình muốn fashion như kiểu như thế nào thôi. Thì cái này á, thì bây giờ thì có thể là làm model cho các bạn coi được, tại vì cái nón lông mà giờ đổi với cái áo này thì nó quá kỳ đi. Nhưng mà Thủy muốn liệu cái nón này cho các bạn xem coi thử là Thủy chọn cái nón này nó có đúng cho cái mùa này không. Nhưng mà nếu không đúng cũng không sao cả, tại vì Thủy sẽ để dành cho năm sau. Các bạn thấy Thủy chọn cái nón nhìn có khiêu không? Với lại các bạn cũng biết là Thủy rất là thích pơ, Thủy rất là thích hộp bẹt, cho nên chọn cái nón nó cũng liên quan tới hộp bẹt nữa. Nó liên quan tới hộp trai nữa. Nhưng mà cái này các bạn đừng lầm tưởng nha, này chỉ là trai plastic thôi, trai mũ thôi à. Đó là món thứ ba của Thủy trong tối hôm nay. Bây giờ đến món thứ tư của tối hôm nay, đó là một cái hộp của thương hiệu em ạ. Thì bây giờ thì không có nói gì trong đây hết, nhưng mà thôi bây giờ mình cùng đập hộp ra đi ha. Đây cũng chỉ là một cái catalog với lại một cái receipt cho các bạn, không có gì để mình nói tới trong cái này cả. Nhưng mà cái mình muốn khám phá với mọi người là cái trong đây. Bây giờ đến món cuối cùng của tối hôm nay, đó là món thứ năm. Cái món này là Thủy cũng đã nói cùng với các bạn lúc trước đầu cái clip là Thủy đã mua cái này online. Tại vì ở đây Thủy thích đi tới cửa tiệm á, thông thường Thủy thích đi tới cái boutique của nó là cửa tiệm riêng bên ngoài để Thủy có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho nên cuối cùng ở đây, ở trong cái tiểu bang của Thủy thì cái thương hiệu này nó không có. Cho nên là Thủy cuối cùng Thủy đã quyết định mua nó online. Thì thôi bây giờ mình cùng mở coi đêm hôm đó Thủy đã chọn cái gì. Đây là một cái nano handbag của thương hiệu Fendi. Năm nay là cái này là tất cả mọi người ai cũng muốn sưu tầm về nó cả.
cái Fendi này thì nó đi theo với một sợi dây rất là đẹp các bạn, sợi dây vàng mà nó cái coding của nó giống như là một, các bạn nhìn kỹ thì các bạn nhìn không có khác gì mà vàng 18 của mình làm thành sợi dây chuyền cả. Thì Thủy á, thì Thủy hay rất là hay có sáng kiến về những sợi dây như thế này là như thế nào. Nếu như Thủy cần một sợi dây rất là dài thì Thủy sẽ mở nó ra và Thủy sẽ tạo nó thành một sợi dây chuyền. Giống như bây giờ thì đặt thì thắt giống như vậy thì Thủy đã tạo thành được một sợi dây chuyền rất là dài rồi. Các bạn thấy mình đeo dây chuyền fashion, mình đâu có bao giờ đeo ngắn đâu. Đây các bạn nhìn chiếc giỏ Fendi này, nó đi kèm thêm một sợi dây giống như là vàng 18 của mình vậy. Nó rất là nhuyễn và nó rất là sắc sảo và rất là đẹp. Thì cái giỏ này nó cũng có rất là nhiều công dụng các bạn. Cái công dụng thứ nhất là Thủy có thể đeo á, là crop body giống như là Thủy đã giới thiệu cùng các bạn vậy. Đó, các bạn thấy nó rất là nhỏ và rất là dễ thương đúng không? Cái thứ hai là các bạn có thể bỏ vào sợi dây nịt, đeo nó như thế này. Chị Thủy diễn tả thôi tại vì Thủy không có mang dây nịt xuống. Và nó có cách đeo thứ ba nữa các bạn, nhưng mà bây giờ thì đã không có mang sợi dây sẵn xuống đây để cùng các bạn đeo nó lên coi nó đẹp như thế nào. Cái giỏ này nó đeo vô người rất nhìn rất là fashion và rất là dễ thương các bạn. Lúc mà Thủy search trên nó online thì Thủy đã thấy qua được cái người model để mà đeo chiếc giỏ này thì nó có 3 kiểu đeo tất cả. Kiểu đeo thứ nhất đó là bằng sợi dây original, là sợi dây nguyên thủy của chiếc giỏ. Cái thứ hai họ sẽ đổi sợi dây, mà Thủy sẽ gửi tới các bạn một tấm hình của người model đeo ở trong lúc mà Thủy đã chọn. Thì người ta sẽ móc sợi dây vào đây thì các bạn sẽ nhìn trong tấm hình, các bạn biết tại sao là Thủy chọn. Là cái thứ hai. Và cái thứ ba, họ có thể lúc mà mình đeo những cái handbag lớn mà mình có thể dùng cái này mình bỏ cho những cái tiền cắt hoặc là những cái tiền sen, nếu mà tiếng Mỹ gọi là tiền sen, thì mình có thể móc nó làm cái bag charm. Thế như là bag charm, tức như là những cái phụ kiện để tăng thêm cái vẻ đẹp cho chiếc giỏ của mình, tiếng Mỹ gọi là bag charm. Thì Thủy thấy là nó có 3 công dụng như vậy, nhưng mà giá thị trường của nó thì cũng không có mắc lắm, nó chỉ có 770 đồng cho chiếc túi này thôi. Thì đó là cuối cùng Thủy đã quyết định lấy thêm một em nano này về, mà nó có tới 3 công dụng cho Thủy sử dụng nữa. Đeo với dây nịt, đeo thành hai kiểu crop body, và cái thứ tư nó có 4 công dụng. Cái thứ tư, bạn có thể làm cái bag charm ở trong một cái túi lớn giống như là toe bag hay là shoulder bag vậy đó. Thì cái này là nó rất là tiện lợi và rất là dễ dùng. Tối nay là coi như là Thủy đã cùng với mọi người là đập ra 5 món hàng. Thì 5 cái món đồ này á, trong đó nó đã đi 2 cái nano Thủy đã chọn rồi. Thì đi kèm thêm 3 cái món phụ thuộc thì nó không có đặc sắc gì lắm, nhưng mà nó là những món hàng Thủy cũng chọn để dùng cho mùa spring tới. Và cái thứ hai nữa, Thủy muốn hẹn lại với các bạn cái next video sau cái này cũng là một cái nano part 2. Nhưng mà những món hàng đó thì những món hàng hot, rất là hot cho cái fashion spring năm nay đang trên đường tới Mỹ. Thì bây giờ Thủy xin hẹn lại các bạn là next video mình sẽ được chiêm ngưỡng những cái túi nano thật là đẹp mà Thủy đã bỏ công sức rất là nhiều khi đi săn lùng nó. Bây giờ thì Thủy cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Thủy enjoy cái clip tối nay, là đã đập hộp những chiếc giỏ và những chiếc nón rất là đẹp đối với Thủy. Thủy cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong next video. See you. Bye.